Xin chào các bạn. Trời cũng chiều sắp tối rồi. Mà nãy tính qua mượn cái chài để đi chài rô phi á. Mình cũng chạy theo tính nè. Dẹp xe rồi. Chút qua bên kia chài á, mình chạy theo mình quay cho bạn coi luôn. Tính là cháu anh Thắng nuôi cá bên khu này nè. Khu mình hay qua câu. Đây mấy anh em chuẩn bị sẵn nè, có mồi lên là làm món nhậu luôn á. Đang chờ sập thì chài đẹp hơn. Tính không biết chài, biết mà không có chài đẹp. Trời mưa gió này là mấy anh em bị rượu hành nè, buồn miệng. Mấy cái ao này thì nuôi cá trê, còn cái ao bên kia thả bọng rồi luôn, cho cá rô phi nó ngoài sông nó vô nhiều lắm. Ở đây rô phi các bạn biết rồi, mỗi lần mình đi dưới Phúc đi ăn lưới là cũng nhiều lắm, đi là vài ký không. Cái ruộng này là rô phi rất nhiều luôn. Đó, đây có sư phụ chài. Trời hành, trời mưa hành rồi rượu hành nữa. Đây dưới bên kia kìa, ngay cái gần cây chuối á, thấy hay lại đó. Trời hơi tối các bạn thông cảm nha. Cũng còn thấy đường nhưng mà hơi tối. Rô phi nó chạy. Rô phi nó khôn, chạy gì là phải chờ chút á. Nó nằm ở dưới nó chúi vô xuống sình nữa. Bạn thấy xa xa con cú nó bay như cái măng. Chuyến ra muốn rồi. Này nó chuối á. Chuyến ra muốn rồi. Chỗ này bùng không á, cá lần trước á chạy nó cũng chúi sập bùng á. Lần trước anh với ngãy qua hỏi anh Thắng á, chạy cái mở chúi xuống bùng á. Có bùng nó chúi chứ. Đây cá to. Đẹp ghê không? Một phát là nhậu mệt mới nghĩ luôn. Có thêm nữa không? Chài nữa không? Bắt đại đi, bắt đại đi. Bắt đại đi. Cái gì đó. Bắt mà. Nó sao vậy? Thì mình mồi. Thả mập lúc thôi. Nuôi cá bự. Bên đây có thả mồi mà nó vô hay tự nhiên vô tính tự vô. À. Vô rồi. Vậy chứ bự này không chết rồi coi. À. Rồi đặt nó lò luôn mà chết. Thế sao không cần nó ra. Nó chú bùn nó cũng chết. Dạ. Các bạn thấy con cá này tự vô á, để bọng tự nó vô. Ở đây là nhiều cá rô phi nữa. Đọc tay cái mỏ nó. Sọc chỉ cách bắt rô phi luôn kìa. Một ngón tay mình sọt vô cái mỏ nó, nó không có dãy, nó không có đâm. Đi xong rồi nó thoải mái. Đâm. Nó đâm đi. Đó, xỏ một tay vô miệng, móc vô màng. Cá về làm gì? Nướng ha, nấu lẩu. Nấu chua. Làm gì? Nấu canh chua. Nấu canh chua nhậu. Dạ hả? Hả đi, bắt mấy bự nè. Bắt mấy bự, chạy thêm chạy lại kia, chạy thêm chạy nữa. Chạy chài nhậu nhiều lắm. Không kinh nghiệm mà cá. Thọt tay vô. Ê. Chín một lưỡi là nó vũ. Nãy bên đây kế bên động chắc nó xuống kia chỗ đó. Nó
Cá tung chài. Nãy nhiều á, tại cái này nó sợ nó nãy nó động rồi. Qua góc bên bển. Có con bự. Hai con cà bá. Miếng cá sặc. Cá nó văng ra ngoài. Quá trình chơi. Con bự quá trình ngự rồi. Này đã nè. Con chà bá không kìa. Trời ơi con. Chụp đâu. To nè. Cái đực nó ốm hả? Ốm thịt không à. Con nào thịt mới ngon? Cái? Con này nè anh à. Mấy con này. Mấy cái nó thịt cái lưng trùng sủng. Cái thịt ngon hả? Cái ngọt. Cái này, cái lưng nó trượt. Trên bị lưng nó nâu nữa. Lưng quá thì thịt lưng quá. Nó luôn cũng chạy thêm, sắp chạy thêm cái nữa. Sáng thấy nó chạy rần rần, tưởng là tính có vụ mồi, ai ngờ đâu ấy nè, thả vậy tự vô, để bọng để bờ. Đã không? Này tung mê luôn. Ngay ổ đó. Chỉ mà nhỏ nó vô cái này, chặt bự vô cái này. Chà này 3,5 m à.
này quá chừng. Lúc sự luôn rồi. Ừ ơi cá nè, nhìn mê không? Rồi phi này ngoài sông nó vô nó sống, không cho ăn gì hết, tự nó sống. Này ngoài sông nó vô cũng thấy trong lá nhiều lắm. À. Nó vô đây nó mới bự chứ ngoài sông thấy cũng nhỏ nhỏ. Ừ, sông nhỏ, cá bự thì thật đem gì đó là đẳng làm rồi hả? Làm luôn tính rồi. Nhìn miếng cá mê. Cái này là đầy nhất cái đầu. Nhìn khủng khiếp. Quá chừng cá luôn. Chắc cỡ 20 con. Có hai cái nửa hùng nữa. Lúc có hai chai hơn nửa hùng. Có khi khủng không? Chai bao nhiêu rồi? À, 400. Mấy anh em về chế biến chút nhậu. Cá rô phi còn rồi. Mày có tính cho nữa hơn nửa xô cá rô phi nè. Giờ đem vô đồng chai rượu cho mấy anh em uống. Thank you.
mấy anh làm nước mắm để chấm cá chiên. Nhân dân giao phó có phần tích cực trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Chung làm luôn mà. Đây có hai loại rượu này, rượu trắng và rượu chuối. Rượu mới đẹp. Anh gói có làm mình bên đây đó, em thật từ kia. À, của ai nấy uống. Trời lạnh lạnh này mà bỏ nhậu sao được ha. Bỏ vô bụng. À, nhiều khi nó cắn nữa, quen thì nó người lạ qua nó cắn hồi nãy giờ tại le. Tính nó quen rồi, đâu có cắn tính đâu. Nó quen thôi. Làm như quen vậy thì tội cũng quen á. Vậy là thấy làm động. Ai thì cũng phải. Uống ly thôi. Uống gì cũng. Ừ. Ăn gì? Bún ngò. Trời. Đòn trụm nè. Dắt chiều qua chơi. Bạn cưới á. Dắt chiều đãi. Ừ. Có mùi hành hơn. Chút thấm nè. Này để lâu lâu thấm ngon. Thấm rượu xuống ha. Ừ, thấm ngon. Ngọt chua chua. Bốn thằng bắt bảy con lên chiên. Ừ. Tán gào cuốn. Rufin này cuốn rau ấy không gì nhau. Bỏ tay lướt rồi bên dăng. Nó một mấy cá bự thì giòn rụm luôn ha. Ấy chanh vô cái nó giòn. Nhìn đã không rồi. Quá đã. Nước mắm hành nè. Ăn thêm miếng hành nữa. Không nhậu được là rượu chuối, uống rượu trắng. Rượu chuối ngọt quá. Quá chừng mà sáng thấy nó chạy quá chừng. Em xài lưới bén hôm qua anh cho con tay kìa. Mua 4 tay bánh. Tay 100 mấy chục mét. Mặt sức dần. Mai qua đi, mai ghé. Tính xin anh cho anh không có nhiều. Như anh chừng chục mét. Chục mét hả? Ừ. Mai cắt cho anh. Cái Dũng em khỏi cần chọi nó, anh thấy em dằn em bước bằng một bước qua một lượt là quay lại là gỡ cá rồi. Có khi anh lội với anh dằn không, anh lội tự động cá chui vô chân á. Ừ, đúng rồi, chụp luôn. Bảy dạc thì cứ bàn thờ là nhạy nhất. Trèo lên bàn thờ là xong. Em dài có 4 cây thôi. Cứu hẳn là một đêm 3 con. Hai con mà dính khỉa riết mà cho qua luôn đi chút lên để uống rồi mình đây tập đi vậy luôn hả mà. Từ giữa la không mai làm mốt đâu, mốt có dạng vô bán anh 80 con không. Thì em không biết luôn bởi bị lâu lắm rồi. Thì anh đi câu cũng hay thấy để trên cái cây cái bập dừa á. Nó nhảy. Để mà lúc cái bãi cưa xét mà để nó xét luôn. Mà cũng còn nhảy. Nhảy lên thì mút luôn. Nó rời nó mấy bờ nó dẹt ra. Tính ra nó khôn, nó có khôn. Nó lá xuống. Mà ngộ ha. Mày dài cái 7 á, mày tin không?
tao gạt tao để ý thấy nó đứng trơ trơ luôn á, tưởng dính không á. Mà ai nhà bơi xuồng ra trên bên. Bơi cứ bơi vậy, nó kiều kiều một chút cái cây bẫy lọt dưới sông á. Đúng rồi, có con nó đạp cái văng rớt cái bẫy mình xuống ao luôn. À, mà nhôm này không nhảy lên trời. Cha nhện điên điên đó. Lụm ly nữa. Hai ly. Con vẹt mình dính bằng ngày á. Bữa tao dạy sáng ngày tao 6 giờ sáng tao đi uống cà phê á, thấy nó vậy cái bơi xuồng ra bài là nó bài là uống cà phê về chưa được nửa tiếng hồi về thấy nó lụm hàng bay lên không nó dính rồi nó đứng trong ngóc mà dạng nó đứng giữa nó đứng quậy á. Bò này nó vừa vừa. Mà giặt cái nó khôn lắm, nó biết cái mình ao nào thả các con nó vô liền à. Ừ. Lẻ thiệt. Ngộ quá. Thả buổi sáng là tối là mấy ảnh cứu vô liền. Nó giặt cái nó khôn lắm. Nhưng mà nó vẫn ngu hơn mình. Nó mới hơi sập bẫy mình. Ở dưới miền Tây như nước lũ, nước nổi rồi nó đâu có chỗ ăn, nó về cho mình. Một bầy đó có khi có ngàn con cỏ. Đó cái bầu giữa này mà chưa có cỏ á là nó đi là thường dính bẫy á. À phải như một hang vậy đó, đầy hết á, nó là gà cò á. À. Ngày á nó hang đó chứ xíu là hai một con hai một con. Ông thì ông già của ông Tư Đê á, ông già mà của cái ông Tư Đê á, là mà ổng mà chết là cò đi, còn nếu mà ổng chết là cò nó đi. Thiệt quá, ổng vừa chết là cò đi luôn. Hình như cái nặng chanh vô là nó giòn lên gì phải không? Em thấy thịt chiên xù nặng chanh nó giòn lắm anh ba. À thấy nó giòn rụm nè. Tại chả còn dính cái nặng chanh vô nó cũng đỡ. À đỡ dính chứ giòn. Nó cũng giòn. Giòn quá chừng. Thiếu bột ngọt, thiếu đường. Ừ, má lá nhỏ nhỏ, gốc rễ là bứng rồi bứt luôn. Không có mà cái rau mình mới ngon á, ăn nó đậm đà. Đúng rồi, hồi xưa mình rễ nguyên cái bụi cộng rễ rồi cộng như vậy. Đâu, cuộn đặng mới cuộn được đúng không? cuộn chấm nước thịt nước cá vậy cũng ngon. Ừ. Cho bằng vua bây giờ già chứ ngoài đất. Đói gà dòm về bóp lỗ cũng ngon. Bóp miếng giấm với tỏi với đậu phộng lên thôi, chấm cá nữa. Nó làm gì không? Bóp muốn gỏi thịt bò hả? Gỏi thịt bò. Xào lên đổ vô. Xào thịt bò xong rồi đổ nó lên ha. Thịt bò thì xa xỉ quá thì hột vịt cũng được. Luộc bỏ lên trên. Càng cua cũng dễ rồi. Ở lên kia càng cua lên trên nó càng cua biết rồi. Không ai biết càng cua kêu bằng gì. Tiêu. Hả? Rau tiêu. À rau tiêu. Ừ. Cái bông nó như như bông như tiêu á. À. Cái rau tiêu mà. Còn này. Thơm quá không? Đang gánh cát ha. Mồ hôi mẹ, cái bánh gì mà? Bánh tàu xa. Ừ. Là đỡ cái bánh bàn, cái bánh lột da đó. À, bánh tàu xá là bánh lột da. Tùy dùng miền kêu. Ở đâu nè? Đi qua quận 9 người ta mới biết. Tàu xá. Cái ngoài chèo đó à, nó bò qua cái nó dính cái bẫy lọ á, nó quơ thùng quơ thì dứt là dướng lên luôn rồi. Nó tôm càng hả? Tôm càng mà thấy chừng mà có đỡ thì phá mồi thôi nè, không có nhậu xả, nó xả bả chất thải ra gì á. Ừ. Nói thằng nấy đi ghe mà thằng nào nấy bắt lần 20-30 kg. Ừ. Có thể tôm càng á mà đó bán, nhưng có bán đâu ăn không. Nếu nó thuốc anh bán mà muốn con tôm sống làm sao? Dễ lắm, lấy thùng bê đổ nước sạch mình nha. Anh đổ vô khúc nước thôi. Chanh nó chừng 4-5 trái anh chắc không vô. Ừ. Đâu đó. Thái đậu phi. À, thấy nước lớn anh đi là thấy nó lên. Đúng rồi, đậu phi. Bày lên. Nếu á cái ao cuối mà ao hỏm anh. Yeah. Mà sống nó đẻ một con rồi biết đẻ bao nhiêu con nữa không? Mình dí vô phá mồi chút thôi, rồi mình về mấy anh em ngồi nhậu. Xin chào các bạn ở đây.